Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là ở Việt Nam cũng có dịch, ở Úc cũng có dịch, ở Mỹ cũng có dịch. Hầu hết các nơi trên thế giới đều đang có dịch. Và món mì á thì là món không thể thiếu được trong bàn cơm những cái trong cái mùa dịch này. Và mình muốn nói rằng là tất cả những cái video của mình đều là do cá nhân và sở thích cá nhân của mình thôi nha các bạn. Nên là mong rằng là các bạn hãy tôn trọng cái cá nhân của mình và góp ý để xây dựng với mình nha. Hôm nay á là mình sẽ nấu món, không phải nấu món mà mình sẽ làm nấu mì nhà giàu. Nói nhà giàu cho nó xem, ok, nấu mì nhà giàu, bởi vì là trong cái mì này á là mình sẽ bỏ tôm nè. Nhà mình sẽ nấu 5 bát mì, thành ra là mỗi một bát thì mình sẽ cho hai con tôm. Đó. Hai con tôm vô là đủ chất rồi. Và mình cho một nửa cây giò sống. Giò này trẻ con nhà mình cũng rất là thích nha các bạn. Mình cho nửa cây giò sống và cho nó nóng. Đến lúc phải bỏ vào trong, trẻ con mình đứa nào nó cũng thích ăn đồ nóng ấy, ít thích ăn đồ nguội lắm, nên là những cái đồ nguội của Tây đó là chúng nó hầu như chứ không thèm, chúng nó không ăn. Vì có thể là mình là mẹ châu Á đó, là mình thường nấu theo vị châu Á đó, nên là trẻ con nhà mình nó cũng quen với cái điều đó rồi. Đấy là cái đồ nguội thì rất là ít ăn. Đấy, mình cho giò vào nè để đợi nó sôi lên là con tôm á, con tôm nó cứ co vào á, nó co cóc vào là chín rồi. Đó, như này bạn thấy không, tôm vừa cho vào đã sắp chín rồi kìa. Đó, chỉ 1-2 phút là chín thôi. Và sau khi con tôm nó chín á thì mình sẽ thả hành lá vào nhé. Hành lá vào thì đổ vào bát mì mình đã để sẵn ở đây rồi. Này các bạn nhìn này, mình đã bỏ sẵn đây là mì Hàn Quốc nha. Mì Hàn Quốc này ăn nó dai sợi hơn, là mình thấy nó ngon hơn là mì của Việt Nam mình, hay là mình cái vị của mình như thế thì mình không biết. Đây là mình đã để sẵn mì ở trong đây rồi, và lát nữa là mình chỉ đổ cái nước này vào và chờ 3-5 phút là sẽ có mì ăn thôi. Đó, đây là mình rất là hạnh phúc là ở đây Úc đang tuy đang có dịch nhưng mà mọi người vẫn được ra ngoài tập thể thao này, mọi người vẫn có thể ra ngoài đi mua đồ ăn này, cho dù là đồ ăn, các cửa hàng đồ ăn bây giờ họ mở theo ngày và rất là vắng, và đồ thì không phải là quá là phong phú, nhưng mà dù sao đi chăng nữa như thế là quá hạnh phúc rồi. Nên là mình rất là biết ơn là mình được tập thể thao ngoài trời, được hít thở không khí ngoài trời, không có ai bắt bớ mình, và mình được ăn đồ ăn của Việt Nam, và ít nhất là mình cũng có thịt có rau ở trên bàn, không có bị quá khó khăn như ở Việt Nam hiện tại chẳng hạn. Và cho nữa là khi hiện tại bây giờ với cái tình hình này á, mình luôn luôn phải suy nghĩ tích cực hơn, hy vọng vào một cái tương lai thật là gần, là dịch sẽ được kiểm soát ổn định thì mình sẽ quay lại được cuộc sống thường nhật mình như ngày trước đó. Nên là bạn nào đang chuẩn bị nấu mì hay là muốn ăn mì thì thử nấu theo này, kiểu này của mình đấy cũng rất là tiện lợi nha. Mà ăn mì á, ăn không thì nó không có chất, nhưng mà có rau có thịt thì là nhiều chất, phải không các bạn? Đây là thành phẩm mì hôm nay của nhà mình, mì nhà giàu vừa có tôm vừa có giò. Và nhìn này các bạn biết là cái bát to nhất là của đầu tàu này, hai cái bát ở giữa này là của người lớn bé hơn xíu này, còn hai bát cuối cùng này là bé nữa này. Nhưng mà thực ra là cái bát này là bát của mình này, bé thôi, ăn như vậy để chống béo, vì là dịch giã này không tập thể dục thể thao, không đi lại nhiều, không đi làm, không làm gì việc nặng á, thành ra là tốt hơn hết là ăn ít lại chút xíu cũng được. Đó, đây là món mì dịch giã nha các bạn. Nói đến mì là ai cũng thèm mì lắm luôn á, mình thỉnh thoảng mình cũng thèm, rất là thèm mì, mà đặc biệt trẻ con nhà mình, anh út nhà mình là rất là thích mì luôn. Mời mời các bạn. Cái này thì không cần phải dạy rồi, ai cũng có thể nấu được mì ngon hơn cả mình luôn. Bye!